Đấy, chúng ta vừa chứng kiến bà đang nấu ốc đậu ạ. Một cái khung cảnh rất là mộc mạc, giản dị. Đấy, ở trên miền núi. Rất là mong mọi người xem, chia sẻ, ủng hộ. Đấy, bây giờ thì có lẽ là anh em mình sẽ đi tìm một cái món nào đó để lót dạ cho nó ấm bụng nha các bạn nhé. Đây, toàn bộ cái khung cảnh khu vực ẩm thực. Đấy, rất là nhiều quán ở đây, có quán này các bạn này. Đấy. Ôi, đây này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Ở đây là những cái má heo này, người ta luộc này. Đấy, má heo thường thường là người ta hay làm thịt thịt bóc ấy các bạn, rất là mềm. Đấy, trễ này. À, hình như anh ấy đang bóc ấy thôi. Mọi người cũng đang ăn sáng ấy. Sáng lên ở khu này không? Dưới này trái nhìn thấy đường gì không? Cô ấy đang chân phở các bạn. Ôi, bà này đi sớm chưa? Mình ăn xong đi bán hàng này em. À, hôm nay em bán quần áo hay bán đồ gì đấy? Em bán quần áo ạ. À, quần áo à? Quần áo mông à hay là quần áo kinh kinh? À, người kinh à? À. Bạn là người ở đây hay ở đâu cơ? Em là người ở đây ạ. À, đây à. Bạn còn bán quần áo người mốt quần áo người kinh. Tí qua xem. Còn em là nhân viên thôi. À, nhân viên à? Thế này. Đây. À, em ăn đi. Ăn sớm, bạn ấy ăn sớm để tí đi bán hàng các bạn. Bởi vì là ngày hôm nay thì giáp Tết rồi, cực kỳ là đông. Nên các bạn đi bán hàng thì ăn sớm. Xôi màu nhá các bạn nhá. Hôm nay 7 màu à? 7 màu mà. Đẹp nhỉ. Mình sẽ mua... Cái này cô đến sớm không ạ? Nhưng mà cái này là mình nấu ở nhà rồi, mình chỉ việc mang đi thôi đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà buổi sáng thì cũng phải dậy sớm chứ. Dậy sớm 3 giờ kém dậy rồi. À, 3 giờ kém dậy rồi. Đấy, xôi màu này cả nhà. Bán hàng thì phải là nấu sớm thì cũng tiền nữa chứ. Nấu mang ra chợ nhỉ. Hồi xưa xôi này chỉ là người dân tộc Dao, nghĩa là một chị người dân tộc gì ấy. Dân tộc không ạ? Đủ biết làm. Rồi. Sơn màu nhìn rất đẹp. Cái này cô à, cô cứ gói đi. Không, cô gói đi vợ. Vâng. Lá màu tím thì cho do bếp mình à, quỷ ạ. Cái này là do bếp đúng không? Vâng ạ. Cái này là xôi trắng bình thường. Vâng. Cái này là màu gấc. Đúng không? Cái này là gạo nó cẩm. Đúng không? Gạo lếp cẩm đúng không? Đúng không? Màu vàng thì màu có cái màu bá nó bông bông đúng nhỉ? Cái hoa gì bông bông nhỉ? Nghệ. À, cái này là nghệ. Ừ. Có cái màu tím là lá. Lá. Đấy. Đây là bà con làm từ những cái lá màu đỏ. Cái hoa lá thôi. Đấy, chứ không làm cái phẩm như ngày xưa. Đấy, bây giờ thì ăn rất là an toàn nhé các bạn nhé. Rồi. Anh em mình mua xôi xong đi ăn. Em cảm ơn chị nhé. Đấy, đi. Rồi. À, đây là rồi nhá các bạn nhá, rồi vừa vớt này, nóng hổi luôn, bốc khói này, nghi ngút đây. Đấy, thịt này. Lòng này, chân giò này. Đấy, ở đây ăn thì các bạn có thể ăn theo yêu cầu nhé. Đấy, thích ăn cái chỗ chân giò hoặc là ăn lòng rồi cũng được. Vâng, ba điên sáng ạ. Vâng, chỗ này mới ngon nhau nhé. Đấy, chỗ đấy mới ngon đấy nhỉ.
chỗ này là chỗ ngon nhất. Chỗ nào nó dày dày ở cái lót không có ngon nhất là có bỏ mới vào được chứ đâu. Thì tỏ là ông có con mắt nhìn được ấy. mình đi quán kia nhỉ. Đi đây này, cái này đang thái thì cho phở nhỉ. Phở này. Đây là chân giò này. Cái này vừa vớt ra là nóng hổi này các bạn ơi. Đấy, một cái khung cảnh ở trên chợ phiên các bạn, rất là mộc mạc giản dị nhá. Mình vừa đi một vòng rất là lâu để quay chi tiết cận cảnh cho mọi người xem bà con có những cái món gì, có cái gì hấp dẫn mình đã chia sẻ cho mọi người rồi. Đấy. Và ngay đây này mình lại thấy là xuất hiện có một con lợn đen rất là to. Đấy, người ta mổ này. Đấy, thịt lợn Tết các bạn. Đấy, lợn đen nhá. Đấy, chỗ này các bạn nhìn nhá, mỡ của nó thích nhá. Đấy, cái này mà dán ra để cho vào kho một cái gì đó, ví dụ kho chuối ấy. Đấy, chuối nấu ốc này thì sử dụng mỡ lợn thì ăn rất là ngon. Dầu rán ấy thường thường là người ta hay để rán đồ thôi, còn nếu mà để kho một cái gì đó thì chúng ta sử dụng mỡ lợn là chuẩn nhất các bạn. Và đặc biệt đó là mỡ lợn đen. Mình quay mỡ lợn đen này thì mình nảy ra một cái ý kiến như thế này các bạn ạ. Đấy, ví dụ như sang năm đi. Đấy, mình sẽ bán chai dầu, mình sẽ mua cái mỡ lợn này về, sau đó là mình rán thành mỡ, sau đó mình đóng một cái chai kiểu chai 3-4 lít ấy. Thì các bác là mua chai đấy thì vận chuyển rất là dễ. Đấy, chứ không phải mua trực tiếp ở trên này về nữa. Đấy, mua trên này về thì phải đông lạnh các bạn. Thì nó bảo quản nó không được tốt thì nó sẽ không ngon. Đấy, mình lẩy ra ý kiến là như vậy. Nếu mà các bác thấy hay thì hãy ủng hộ cho mình đấy, hoặc comment cho mình để mình biết nhé, xem ý tưởng như vậy có được hay không. Phải chơi như thế bạn, kiểu mình bán can mỡ ấy nhỉ. Đấy, bán cái can mỡ đấy hay mà. Can 1 lít ấy. Đúng rồi, bởi vì là cháu quay này nhiều khách muốn mua mỡ lợn đen ấy, họ thích mua mỡ lợn đen. Và mỡ lợn ăn ngon, lợn đen này chuẩn. Ở quán này đông nhiều các bạn nhỉ. Quán này là người ta đang lấy mền mén héo đầu đấy. Cơm. À cơm. Đông nhỉ. Đấy. Đây. Ở đây là người ta ăn xong người ta để đi bán hàng đấy các bạn. Có lẽ là anh em mình ăn sáng thôi các bạn. Bữa sáng của anh em mình rất là đơn giản. Người thì thích ăn xôi này. Đấy, xôi bảy màu nha các bạn nhá. Hải mời ông bà cô dì chú bác và tất cả mọi người ăn sáng nha. Xôi cùng ăn cùng với thịt lợn đen. Xem này nó khác như thế nào. Xôi đây có vừng các bạn. Thịt lợn đen ở đây nó dày vì nhỉ. Ở cả nhà nhá. Rét nhỉ. Nói gì rét. Khi xe bình thường. Khi xe bình thường mà... Mỡ thì là đen này. Ở đây một lúc rồi khi xe. Rồi lợn các bạn. 2 cân. Thì nó dày mà. Hôm nay anh em mình không ăn phở nữa. Đúng rồi, nhưng mà ở đây chắc bán đắt hơn ở dưới mình kiểu. Kiểu lợn đen kiểu. Đây là thịt lợn đen giá trung bình 90-100. 11 ạ. Thịt lợn đen thì cũng không nhiều hạn. Con mỡ nó dày khoảng gần 1 cân kìa. Ok. Mới nhiều. Chuẩn bị nha rồi. Xôi màu cả nhà ơi, xôi màu chấm nạc, gà dã. Trời nó rét quá.
cay lắm cái này, cảm ơn. Wow, xôi màu. Đến đây lâu chưa? Hay vừa đến? Hả? Bây giờ có mặt rồi. Nó cũng tầm khoảng gần 6 rưỡi. Còn thì ai đi nó... 6 rưỡi có mặt ở đây rồi. Đấy là sớm. Ai đi nó chậm nó... Không, mình đi đến đến phố chợ Châu, mình ở đấy rét quá, mình vào đấy một lúc. À. Lúc đấy là chưa đến 6 giờ đã. Thế thì ông đi sớm nhé. Đi vào đấy... Đi tí về đấy. Anh em mình quay chợ Cần Cấu này xong, anh em mình sẽ đi về chế này. Chế đèn đen. Sáu cái đèn không? Rồi. Anh thấy gì là đèn nào? Ngon không? Ngon. Ăn xong rồi mình muốn một bát phở. Ăn bát phở nữa à? Cứ ăn no đi rồi còn là... Thì anh em mình đi tiệc châu Bắc Hà đấy. Anh sợ em đói. Bên này ăn thịt lợn đen thì mình chuồn nạc cũng mỡ nó mới ngon. Vừa ăn rồi vừa cho xôi. Hải mời ông bà nha, thịt lợn đen. Thịt lợn đen thì Hải mới giới thiệu đây, còn thịt lợn trắng thì thôi. Một miếng thịt, một miếng xôi. Chợ này thì còn mấy ngày nữa anh nhỉ? Còn một ngày nữa nhỉ? Còn một tuần nữa nhỉ? Phiên xong nữa là được Tết rồi. Chắc là người ta họp phiên sau với là phiên 30 Tết. Tết. 30 Tết thì thường đâu cũng có chợ. Phiên sau thì như 23 sao? 23. Thì cả 30 Tết mà cái chợ mà không được diễn ra nó vẫn có chợ ấy. Ăn sáng xong thì bây giờ là trời đã sáng rồi. Mọi thứ thì đã nhìn thấy rất là rõ ràng. Mình sẽ tiếp tục đi quay chia sẻ cho mọi người nhé. Xem đây là cái khu vực ẩm thực toàn cảnh. Quay chia sẻ cho mọi người. Và bây giờ thì sẽ tiến ra cái khu vực ngoài ngoài chợ. Ngoài mà bà con bán những con động vật như kiểu con lợn này, con chó này. Để quay chia sẻ tiếp cho ông bà cô dì chú bác nhé. Đấy, một cái phiên chợ vùng cao rất là đặc biệt các bạn, rất là nổi tiếng ở trên Tây Bắc. Và chúng ta đang có mặt tại chợ Cán Cấu thuộc huyện Simacai, Lào Cai các bạn. Thôi bây giờ thì mời các bạn đi tiếp này. Đi ra ngoài. Ở khu vực này là người ta bán quần áo này. Quần áo người Mông các bạn. À đây này, đây có bạn là mặc quần áo đẹp trên này. Ồ, đây người ta vừa thử quần áo này. Thế bạn này đang thử quần áo nhé các bạn nhé. Đấy, đây là quần áo của người Mông này. Mông Hoa nhỉ. Đấy, mũ hay nhỉ. Đấy. Không có gương à? À chúng ta sẽ đứng đây xem một tí nhé các bạn nhé. Ôi, cái vòng đẹp chưa? Đây gọi là vòng vòng gì nhỉ em nhỉ, gọi là vòng gì, vòng cổ nhỉ, vòng cổ vòng cổ. Nó lăng khoảng mấy ký anh? Chứ vòng cổ này, vòng cổ đã vòng cổ đã nhẹ lắm mà nhẹ này. Em tưởng nó nhiều cây như thế nó phải lặng ấy. Không đâu. Hai bạn đi mua quần áo rất là sớm.
Bởi vì là bây giờ cái thời gian này ấy, cũng là sắp Tết rồi các bạn. Con này là 16 hay 17 âm rồi anh nhỉ? Đúng rồi. 16, 17 âm rồi các bạn. Còn chỉ còn một hai chợ, nếu mà nói đến chợ Cân Cấu thì chỉ còn một phiên nữa thôi. Vì thế mà ngày hôm nay thì hứa hẹn là chợ rất là đông. Còn một chợ chính nữa thôi. Vâng. Đây, cái vòng đấy khoảng bao nhiêu tiền này? Cái vòng này có 350. 350. Còn một full bộ quần áo thì bao nhiêu tiền? Bộ quần áo thì nó là 1 triệu 8. 1 triệu 8. Thế là trên 2 triệu rồi nhỉ? Hai bạn đi mua quần áo rất là sớm các bạn. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ đi ra bên ngoài tiếp tục để quay chia sẻ cho ông bà cô dì chú bác nhé. Đây bạn này cũng bán quần áo này. Bán được bộ nào chưa bạn ơi? Chưa. Đấy, bởi vì là bây giờ còn sớm quá nhỉ. Đấy, bạn quán của bạn là chuyên bán đồ trẻ con các bạn. Những cái tầm này thì mình đoán là tầm 7 tuổi, 8 tuổi nhỉ. Đấy. Bộ này nhỏ này, 4 5 6 tuổi, 4 tuổi này. Đấy. Nói chung là có nhiều size nhưng mà tầm 8 tuổi trở xuống ạ. Chuyên bán là quần áo trẻ con, gọi là quần áo trẻ con. Quần áo nhớ nhớ. Đấy, chúc bạn bán đắt hàng nhá. Ok, cảm ơn. Chợ thì còn đông lắm các bạn ơi. Đây, bên này quần áo dài này. Chung là váy dài, váy ngắn đều có hết. Cái thời tiết này thì so với hôm mình đi Sapa thì thời tiết ngày hôm nay ấm hơn. Và nhiệt độ thì đang ngoài trời nó rơi vào tầm 7 độ đến 8 độ các bạn. Hôm nọ lên Sapa thì 2 độ, 1 độ, cực kỳ là lạnh. Đấy, khu vực này người ta bán quần áo rất là đẹp và quần áo đồng bào. Và đồng bào ở đây thì đa số là đồng bào người Mông. Đấy, những bộ quần áo cách tân, váy dài, váy ngắn này. Đây là. Đấy, đây là những bộ váy dài rất là đẹp các bạn ơi. Đấy, những bộ nó rơi vào tầm 2 triệu, 2 triệu rưỡi, triệu rưỡi, triệu bảy, đủ các loại. Đây, bà này cũng đang chuẩn bị, đang thử một bộ váy rất là đẹp. Thôi, bây giờ thì mình sẽ mời các bạn ra phía ngoài cổng nhé. Để xem ngoài cổng ngày hôm nay như thế nào. Chợ đây rất là phong phú nhé các bạn nhé. Có khu vực chợ lợn này, chợ chó này, chợ chim này. Ngày hôm nay thì nhiệm vụ của mình sẽ đi quay toàn bộ cái cảnh chợ gần Tết cho mọi người xem. Ôi. Ở đây này, người ta chuẩn bị những cái cốc chè đóng sẵn để tí khách mua các bạn. Ở đây là có bóng bay này, bóng bay là báo hiệu là có một cái gì đó đặc biệt, đó là sắp sửa đến Tết các bạn. Thường Tết người ta hay bán bóng bay. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn ra khu vực chợ lợn trước nhé. Ngoài đường khá là đông các bạn. Rất là nhiều bà con đã đi chợ, đã bày bán hết rồi. Ở bên đây này, người ta bày bán những cái chổi các bạn. Chổi người Mông. Những cái chổi nó rơi từ 30-40 nghìn. Đấy, ví dụ như cái này là 30 nghìn đến 40 nghìn này các bạn này. Những cái bông chổi này mình quay ở trên kênh rất là nhiều rồi. Đấy, những cái chổi, cái bông này như kiểu là bông lúa mì, nhưng mà loại này thì chuyên để làm chổi thôi các bạn, chứ không phải để lấy hạt để ăn. Đây, ở đây là người ta bán cả chổi chít này các bạn, chổi quét nhà. Đầu cuối năm rồi, người ta bán rất là nhiều các mặt hàng. Đấy, bên này nhiều chổi nhờ các bạn nhỉ.
người ta bán cực kỳ là nhiều. À đây này các bạn ơi, ở đây là mình thấy là bác ấy bán gừng đen. Đây này các bạn này, gừng đen đây. À, đây là dây bổ máu này, còn đây là cây thuốc này, cái bắp cải. Ở đây là những con quay, con quay của người Mông. Còn đây là những cái gùi này các bạn này, những cái gùi người ta gùi đeo ở sau lưng ấy để gùi cỏ. Bên này thì người ta bán lứa này, à bán mía này các bạn này, bán những cây mía xương gà. Đấy, chúng ta lại tiến tới khu vực bánh các bạn. Ở đây thì bà con bán bánh. Đấy, đây là bánh dày nha các bạn nhé. Đây, bánh dày, bánh liếc cẩm này. Đấy, bác kia đang dán luôn đấy. Ở đây là người ta bán cứ 5.000 một cái các bạn. Ở đây là có hai cô bán này. Rất là nhiều chứ không phải hai cô các bạn, có dãy luôn. Mình đi quay chợ phiên suốt ngày nên là mình biết giá của các loại bánh luôn. Quay nhiều đến nỗi mà thân thuộc luôn các bạn, quen thuộc luôn. Đấy, ở đây thì các bà ấy đang dán bánh rán. Và đặc biệt là ngày hôm nay các bạn, và đặc biệt là ngày hôm nay thì chúng ta lại tiến tới khu vực chợ gia cầm, gia súc. Gia cầm thì có gà này các bạn này, gà chân vàng. Đấy, không biết là có gà đen không nhỉ? Mình sẽ đi xem có gà đen nhé. Hoặc là mình hỏi cho bạn xem là gà chân vàng bây giờ là khoảng bao nhiêu tiền một cân. Đây. Gà mái, gà trống có đầy đủ hết các bạn. Gà chân vàng này trăm mấy một cân anh ơi? Gà chân vàng này giờ trăm mấy một cân à? Gà này á? Vâng. 65 á? À, gà này chưa phải gà bản nhỉ? Gà này là, gà này là người ta nuôi kiểu nuôi công nghiệp ấy nên nó rẻ. Chứ loài gà bản thì nó rơi vào 150 đến 180 cơ. Còn đây là các bạn này. Ở khu vực này thì người ta bán những con lợn này. Đấy, chúng ta sẽ đi xem là hôm nay có con lợn nào to không nhá. Đấy. Khu vực bà con bán lợn. Lợn đen, lợn bản. Ở đây thì mình thấy là người ta cho vào những cái bao. Đấy. Mình sẽ sang bên này tí. Sang bên này xem là có con lợn nào to không. Ở kia có một con lợn to. Cái con con đấy chắc là to nhất ngày hôm nay được các bạn. Mình thấy là mỗi con đấy to lên, nó con đấy thì nó rơi vào tầm, dạ cháu xem thôi. Và con đấy là không biết là khoảng bao nhiêu cân nhỉ. Đây con này. Lợn đen. Cái con này tầm 40 cân không anh? 36 cân thôi. 36 cân này. 36 cân thì 3 triệu mấy ạ? 3 triệu tư. 3 triệu tư. Thì giá nó phải về 70-80 nhỉ? 95. À 95 này. À. Hôm nay hai con này là to nhất ở chợ ấy anh nhỉ? Hai con to rơi vào tầm 35-36 cân. Anh bảo là 3 triệu tư. Giá hơi bây giờ thì gần Tết rồi, cũng được đẩy lên một tí các bạn. Thì nó rơi vào tầm 90-95 rồi đấy. Ở đây thì lợn con nhiều, lợn giống các bạn này. Hoặc là những cái con lợn lần nhỏ nó rơi từ trên một yến từ 12-13 cân.
đây này. Ở đây thì rất là nhiều đấy, những cái bao rất là bẩn, tại vì là ở trên này nó mưa phùn đấy các bạn, nên nó rất là bẩn. Ở đây này đấy, các bạn này nhìn thấy móc một con lợn chưa? Người ta cho vào cái bao và đục một cái lỗ ra để cho nó thở các bạn. Nếu mà ai mua thì người ta có thể là bỏ ra cho xem. Con này 8 cân không nhỉ? 8 cân không nhỉ? 8 cân không cô chị? 8 cân không? Chị nhắc thử nhá, xem kinh nghiệm nhắc thử này. Chả biết đâu. Bao nhiêu tiền hỏi cô, bao nhiêu tiền cô? Mấy trăm ạ? Chị cô ấy bảo 900 ạ. 900 thì rơi vào tầm 8 cân rồi. Con này thì chắc là 7 cân thôi. Nói chung là lợn đen thì nó khá là nặng các bạn. Một cái phiên chợ vùng cao rất là mộc mạc giản dị ở trên miền núi nhá, trên vùng cao. Ngày hôm nay thì mình chưa thấy con lợn nào to lắm. Ở đây cũng có một con nó tầm 35 cân này. Đấy, cái lông của nó này các bạn này. 39 cân à? Mấy triệu cơ? 3 triệu. 39 cân 3 triệu. Toàn ăn rau à? Cô đang chỉ cái phân này, phân ăn rau ạ. Đúng rồi. Lông nó rậm nhỉ? Con này con gái à? Con cái. Cái này là một nhà 39 cân. Cái này là một nhà là vừa tầm đấy các bạn nhỉ? Đấy, con này là chắc là tầm to nhất ngày hôm nay được ạ. Thường thường là lợn to thì là các thương lái người ta mổ lợn ấy, người ta lên tận bản, người ta mua hết chứ không để ra chợ. Để ra chợ thì số lượng rất là ít các bạn. Con này là con gái nhá anh. Đấy nhìn nó có bờm, đúng là con gái thật các bạn. Ai da. Đấy, lợn này các bạn này. Đây là những con lợn con. Những con này này thì nó rơi vào tầm chắc là 15 16 cân rồi đấy. Khoảng đấy các bạn. 15-16 cân thì nó rơi vào tầm 1,5-1,6 triệu đấy. Lợn đen nhé, ở đây đa số là bà con bán lợn đen. Khu vực chợ gia súc các bạn. Nếu mà các bạn mua thì là người ta sẽ bỏ ra cho các bạn xem. Nếu không mua được thì là người ta sẽ lại bỏ vào. Một con lợn nhỏ các bạn. Con này tầm mấy cân được nhỉ? Con này chắc là tầm 5 cân không anh? 7 cân. 7 cân cơ à? Ô, trông nhỏ nhỏ thế mà 7 cân. Đấy. Chính tỏ con lợn nó rất là chắc các bạn, lặng. Mình thấy nó nhỏ lắm. Trong đầu mình nghĩ là khoảng 5 cân thôi. Thế mà nó rơi vào 7 cân. Chính tỏ là lợn đen nó chắc thịt và lặng các bạn. Con này 7 cân. 7 cân thì mấy khoảng mấy trăm anh? 600 thôi. 600 này à? Thế là giá 90 đây à? Đấy, 90 đến 100. Nhớ mua cái này nhớ được nhớ à? Nhớ được à? Ở bên kia cũng có một lợn con kìa. Đấy. Ngoài lợn ra thì ở bên này là người ta bán cả chó này các bạn này. Cái khu vực này là dành riêng cho bán chó. Và đây là mình thấy là một con chó đẹp này. Ở đây có hai con cún con sạch sẽ. Lông cũng khá là đẹp và béo các bạn. Đây này các bạn này. Con này như kiểu gấu trúc ấy nhỉ. Nhìn cái lông ở chỗ này như kiểu con gấu trúc các bạn. Béo nhỉ. Rồi. Bốn mắt nhé các bạn nhé. Đáng yêu không? Đấy, rất là đáng yêu. Ba con này đều béo các bạn. Bây giờ con này người ta bán khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Một con chó khá là đẹp như thế này. Ba con này là rét các bạn. Thời tiết ngày hôm nay là rét, nó đang nằm ngủ luôn đấy. Con này khoảng mấy trăm anh ơi? Hoặc là bao nhiêu tiền ạ? Trên triệu à? 600. 600 à. Rất là đáng yêu nha các bạn nhé. Đấy, to béo như thế này thôi, có 600 nghìn thôi. Đấy, này. Rất là hiền.
cái dòng chó này chắc chắn là cái khung xương, cái khung của nó to, bởi vì là nó nhỏ này là nó đã béo mập mạp này rồi các bạn, chứng tỏ là tương lai của nó là dòng chó to, rất là đáng yêu. Hề hề, đây. Đây, nó rét quá, nó cũng nó ngoan các bạn, nó không nhảy ra ngoài, chứ nó nhảy ra ngoài bây giờ thì các bạn biết đấy, thì rất là bẩn. Đây này các bạn này, các bạn nhìn cái, các bạn nhìn thấy cái giày của mình này, các bạn biết đấy, dính đất này, bùn này. Đây là toàn bộ cái cảnh khu vực chợ phiên Cán Cấu buổi sáng ngày hôm nay. Đây các bạn này, ở trong những cái nhà kia là chúng ta vừa đứng ở trong đấy là bà con bán ẩm thực nhá, bán quần áo người Mông. Còn dãy đường này thì bà con bán chợ gia súc, đó là chợ lợn, khu vực chợ lợn các bạn. Còn mé ngoài đường kia đó là khu vực người ta bán gà. Bây giờ thì mình tiếp tục đi quay chia sẻ cho ông bà cô dì chú bác nhé, xem chợ phiên ngày hôm nay có cái gì nữa hay không. À đây chắc là người ta vừa giao dịch được này. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ ra phía bên ngoài. À, ở đây bà đang dắt một con chó Mông này. Đấy, xe cô đi lại rất là nhiều ấy. Bà đang dắt một con chó Mông. Một con chó Mông to các bạn. Đấy, con này là gọi là đỏ nha, chó đỏ các bạn. Đấy, chó chuẩn ở trên Bắc Hà đấy. Để mình hỏi bà xem là con này bà bán với giá bao nhiêu nhé các bạn nhé. Một con chó to như thế này. Mình quay cận cảnh cho mọi người xem một tí. Đấy, mắt tây tây, lông đỏ thì đỏ các bạn. Con này đòi bà đòi bao nhiêu anh? 2 triệu. À, một con chó đỏ này bà đang báo là 2 triệu nhé các bạn nhé. Đấy, chó to. Mua được, con này mua được. Con này được cái cái nhỉ? Cái à? À, chó cái các bạn. Bọn em cho cái chuẩn Bắc Hà. Người ta đang báo, bà đang báo với giá là 2 triệu. Bây giờ thì mình tiếp tục đi quay chia sẻ cho các bạn nhé. Chợ phiên Cân Cấu diễn ra vào sáng thứ bảy hàng tuần. Ông bà cô dì chú bác nào đi chợ phiên thì hãy ghé qua đây để khám phá nhé. Đây, bác ấy đang buộc mía này, buộc mía để tí cho khách mua ấy. Ở đây là người ta bán cả quả nhót này các bạn. Quả này ăn chua này. Quả nhót chấm súp ăn rất là ngon. Và còn bánh rán, rán bánh. Áo này đẹp lắm, anh bỏ hẳn găng tay ra mà sờ. Ở đây thì bà ở đây là bà bán cả cái sáp ong nấu này qua đây để làm thuốc này. Đây này. Em quấn
Sáp bông. À, cái sáp bông này có một cái tác dụng nữa, đó là người ta đun cái này lên, sau đó là người ta nhúng con gà, con vịt vào nhổ lông rất là dễ các bạn. Nếu mà các bạn không tin thì các bạn có thể thử xem. Còn bên này thì bà con bán những cái bắp cải, bà con tự trồng mang ra chợ bán đấy. Mùa này bắp cải nó cuộn rất là chặt các bạn nhé. Ở đây là mình thấy là chuối này. Cái này ở chỗ mình người ta mình gọi là chuối phấn các bạn. Đấy, chuối phấn. Cái chuối này là người ta hay để rán đấy. Rán bánh chuối đấy. Hoặc là luộc để ăn. Chuối này ăn ngon các bạn. Đây. Khu vực người ta bánh nướng. Hôm nay có vẻ như là đến hơi muộn nhỉ. Phiên trước mình thấy là đến sớm hơn. Ô, cái này phải trải chấu ra. Cái này để trải chấu ra để cho đỡ ướt, đỡ bẩn đi các bạn. Vì hôm qua là trời mưa nên là đường ở đây là ví dụ như thế này các bạn này. Đường khá là bẩn, ướt. Nên bạn ấy trải chấu ra để cho đỡ dính chân và đi lại là dễ dàng hơn, đỡ trơn trượt. Đây là chân gà nhé các bạn nhé. Chân gà chiên. Xúc xích này. Người ta chuẩn bị rất là nhiều. Đây là những chân nấm này. Chân nấm hương rất là thơm. Ô, chị có cái dễ gì đây? Đây là gan sâm. À, đây là đan sâm để chữa bệnh gì nhỉ? Hôm nọ mình hỏi. À, đau xương khớp, đan sâm màu đỏ. Ngoài ra cái này bạc thật đấy, bạc ấy đấy à? Bạc thật chứ. À, bạc thật à? Ừ, nặng nhỉ. Bạc thật. À, nó không có cong cong, đúng rồi. Cái bạc thật, bạc giả là nó cong cong cong, cái này không cong. Bạc thật. Hoa tai lữ này các bạn ơi. Ví dụ một đôi này khoảng bao nhiêu tiền chị? 100.000. Bạc mà nó phải đắt rồi. Bạc tai cũng làm nhiều mà nó cao nhé. Hình như các chị ở trên bên Hà Giang sang à? Thì bên Lai Châu. À, Lai Châu sang à? À, mấy chị bán bán rong các bạn ở bên Lai Châu sang bán những cái đôi bông tai dành cho các chị em phụ nữ. Bật ra vỡ ra. Đấy, ở đây là người ta bán cả những cái túi thổ cẩm này các bạn này. Ở đây là rất là nhiều người, người ta bán đồ. Có nhà, có tổ, có xe máy, có ô tô, có cắt đường, các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Ở bên này có những cái chảo này các bạn này. Ở bên này có những cái chảo chảo thắng cố, chảo lấu mền mén này. Đấy, chảo ốc đậu này. To. Đây là bà con đi chợ chơi, đi mua đồ. Người ta thường thường là đi mua đồ, người ta đi mua các bạn. À, ở đây có dê này các bạn ơi. Ở đây anh chở dê. Ở đây khá là chật các bạn. Đây các bạn nhìn nhá. Xe cộ đi lại khá là chật. Thôi chúng ta sẽ đi tiếp nhé các bạn nhé. Những cái quán đồ ăn vặt các bạn, xúc xích rồi thịt nướng người ta chuẩn bị. Bên này là những cốc chè thập cẩm, chè đỗ đen. Đây các bạn nhìn thấy chưa,
tôm lứa, à, tôm xiên. Lõn tôm xiên 1, 2, 3. Mỗi một xiên mình thấy là 4 xiên. Cái này là bánh gì đây? Anh biết bánh gì không? Không, không biết này. bánh cá. Bánh cá hình con cá đúng không? Thế đây gọi là bánh cá. À thịt cá. À. Đấy. Thịt cá các bạn, đây. Biết là con cá gì nhỉ? Đây. Đây là thịt cá các bạn. Nhìn như kiểu cái gì được nhỉ? Khó tả nhỉ? Đấy, các bạn hình dung ra có cái xiên này hình gì không ạ? Có nghĩa là dân nó giống hình con gì không? Nói chung là chị ấy bảo là bánh cá. Còn ở đây là xúc xích này cả nhà ơi. Đây, xúc xích. Người ta đã chiên nóng lên rồi. Tôm xiên. Còn đây là chả xiên này. Chân nấm. Tí nữa mới đông các bạn, tí nữa thì là người ta đi chợ đông người ta sẽ mua. Có ô tô, có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Ở đây thì mình thấy là người ta bán cả sâm cánh tiên này các bạn này. Cho xem tí các bạn. Hay là gọi người ta gọi là sâm cắt cánh ấy. Cái này chữa bệnh ho này. Các bệnh về ho cổ. Còn là ho đờm đấy. Cái này thì ngâm rượu này. Hoặc là phơi khô đun nước uống này. Sâm cắt cánh hay gọi là sâm cánh tiên. Ngã xe mà đau chân đau tay cũng được ạ. Luộc ạ. Ngâm rượu hay làm gì bà? Hả? À tần gà. Nói chung là cho vào nồi lẩu cũng được nhỉ. Đấy. Bà bảo là có người ví dụ ngã xe chân tay đau thì bồi sức khỏe các bạn. Đấy, cho vào các một là ngâm rượu, hai là phơi khô nước uống, ba là để cho vào nồi lẩu đấy. Tần gà rồi xào thịt cũng được hết mà. Đấy. Đây này, bác ấy bán cả cái củ tam thất. Củ này là củ size này là không biết là size này mình đoán là nó phải rơi vào tầm 15 củ một cân ấy nhỉ. Tam thất tươi nha cả nhà nhé. Tam thất bắc tươi. Cái này thì rất là nhiều công dụng các bạn ạ. Chữa lành u biếu này, bồi bổ sức khỏe này. Đấy. Rồi các bạn có thể là dùng để có thể là cách dùng là các bạn có thể là ngâm mật ong này, đấy, ngâm tươi cũng được. Hoặc là linh hâm hoặc là phơi khô để tán thành bột. Đấy có rất là nhiều cách sử dụng và công dụng. Còn ở đây là bà con bán những dây ớt này các bạn này. Dây ớt treo các bếp. Đấy, các bạn có thể thấy cái bồ hóng nó bám vào quả ớt này. Đấy. Dây ớt khô nha cả nhà nhé. Cái này là người ta xuyên ớt từ lúc nó tươi ấy. Đấy, người ta treo các bếp để cho nó khô và giữ được lâu các bạn. Trên các bếp. Cái này là bao nhiêu đây tiền là lụ hoa tam thất này cả nhà, lụ hoa tam thất 40.000 ạ. Đây là những củ tam thất khô. Cái này các bạn có thể là linh hầm hoặc tán thành bột này. Nếu mà các bạn đã ăn thì các bạn mua tươi cho nó nhanh. Còn khô này thường thường là người ta tán thành bột để sử dụng. Ở đây là bán cả hạt dổi. Đây, tam thất tươi này các bạn này. Đấy. Tam thất tươi. Ở đây bán rất là nhiều thảo dược. Đấy, củ ấu tẩu này các bạn này. Củ ấu tẩu, gấu tẩu các bạn. Cái này thì các bạn có thể là linh hầm để bồi bổ sức khỏe này, hoặc là ngâm rượu để chữa bệnh đau xương, đau khớp, hoặc là nhức tê bì chân tay để bóp đấy. Đây này, đây là loại nhỏ này các bạn này. Đấy, có mầm nhỉ. Cái này chắc là về trồng sống được các bạn. Mình không biết là chắc là có mầm là lên các bạn. Đây này, nó có mầm này. Đấy. Đấy, có mầm. Còn bên này thì người ta bán sâm đương quy. Sâm đương quy này các bạn này. Cái loại này thì nó trên 1 năm một tí các bạn. Tầm 1 năm 1 tháng 2 tháng đây. Sâm đương quy. Đấy, các bạn mua về ăn nhé.
hoặc là ngâm rượu. Củ to thì ngâm rượu, củ nhỏ thì ăn, hoặc để xào thịt các bạn. Ở đây thì mọi người cũng đang mua tam thất. Tam thất tươi. Tam thất tươi thì cái củ size to nhất ấy thì nó rơi vào tầm 4 củ đến 5 củ một cân các bạn. Ở đây là có bác bán hương truyền thống này. Ở bên này này các bạn này, ở bên này thì mình thấy là bác ấy bán nhiều cái cây thảo dược ở trên rừng. Đấy. Không biết là bác bán được cây gì chưa? Bác ấy bán cả dứa rừng. Cháu chào bà nhé. Cháu xem tí ạ. Bà bán thảo dược ở trên rừng, một số cây để chữa bệnh. Hình như đây có cả, không phải phong lan chứ nhỉ? À đây là cây thuốc ạ. Chứ không. Mình nhìn xa là cứ tưởng là phong lan nhưng mà không phải, cây thuốc thôi. Đây là bà bán thảo quả các bạn, thảo quả tươi. Thảo quả tươi thì bình quân nó rơi vào 60-70 nghìn một cân. Nếu mà tại cái thời điểm này thì giá nó cũng nhích lên một tí, còn bình quân thì nó rơi vào 50 nghìn một cân hoặc là 40 nghìn, nhưng mà gần Tết thì giá nó cũng đẩy lên một tí các bạn. Các mặt hàng thảo quả tươi nhé con nhé. Còn ở đây là bà bán quả dứa rừng để chữa bệnh sỏi thận đấy. Đấy, phơi khô hoặc là ngâm rượu các bạn. Còn ở đây là bà bán cả cái cây chữa bệnh gan này. Cái cây nhỏ. Nói chung là một số thảo dược ở trên rừng. Ôi xe này người ta chở lợn đến này. Một con, hai con, ba con. Ê, để đẩn nhá. Lao đần cho anh ấy. Chuẩn nào. Ôi từ. Ở đây thì anh ấy đang chở lợn đi bán các bạn. Từ không vướng đấy, chỉnh dần. Khá là chật nhỉ. Tại vì là chắc là anh ấy đến muộn quá các bạn. Thường là lợn người ta hay đi rất là sớm. Hôm nay anh chở một phát ba con liền các bạn. Nhưng mà đấy là lợn trắng hay sao ạ? Lợn trên này cơ mà. Đấy, mình sẽ mời các bạn đi tiếp nhé. Đấy. À bạn này bán trùng bóng bay này. Bán được quả nào chưa bạn ơi? Bán được quả nào chưa? Một quả 15 hay 20 nghìn một quả? 20 nghìn một quả. Cái này là trẻ con rất là thích này các bạn này. Đấy. Bóng bay. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi tiếp nhé các bạn nhé. Ở trên chợ phiên thì rất là nhiều điều muốn chia sẻ cho các bạn. Đấy, chia sẻ về cái khung cảnh ở chợ phiên. Đấy, chia sẻ về bà con hoạt động cũng như là cái văn hóa chợ phiên. Rồi xem chợ phiên có các mặt hàng gì, có các thảo dược gì để chia sẻ cho các bạn. Đấy, khu vực này là người ta bán ớt này các bạn, dây ớt khô. Đấy, người ta xuyên lấy cái kim, người ta xuyên chỉ các bạn. Sau đó là treo các bếp. Đây là những chai ớt này các bạn này. Ở đây chai ớt là cô muối có gì không nhỉ? Có tỏi nhỉ cô nhỉ? Cái này... Tỏi đúng không? Cái này có cái gì mì à. Ớt tươi các bạn. Bao nhiêu tiền chai ạ? 30 nghìn một chai các bạn. Đấy. Còn ở đây là người ta bán hạt dưa này các bạn này. Hạt dưa bán theo cốc này, 10 nghìn một cốc này. Đấy. Đây này bà con hay bán theo cốc ấy, theo bát, theo cốc, đấy, theo đống. Đây, ở đây là người ta bán cả gừng này các bạn. Gừng chắc là gần Tết này nó đắt nhỉ cô nhỉ? 15 nghìn à? Cháu tưởng là 20 nghìn một cân chứ? Có chỗ bán 20 nghìn đấy. Gừng vàng nhé các bạn nhé, gừng làm gia vị thức ăn. Đấy. Và cho vào thịt gà này rồi nói chung là cho vào nó hợp với cái thức ăn nào thì các bạn có thể cho vào. Và gừng thì có thể đánh cảm nhé các bạn nhé. Đấy, gừng chữa ấm rất là tốt. Ở đây là người ta bán cả sâm đương quy này. Đấy. Và đặc biệt hơn thì chúng ta có thể thấy ở đây có cái gì? Ở đây là bác có một cái búa gỗ ạ. Cái búa gỗ đặc biệt.
Cái đấy to nhỉ. Cái này dùng để làm gì bác? Có cái gì mà vúa thôi. À đúng rồi, ví dụ đóng cái gì đó nhỉ. Nói chung là chúng ta thích sử dụng vá. Cái này vá xăm người ta cũng hay lấy cái này bờ. Hoặc là các bác thợ xây mà thỉnh thoảng mà cũng làm những cái búa nó kiểu bằng lỉ cao su rồi người ta gõ nhẹ nhẹ để cho nó vào ấy. Nói chung là đây là một cái búa gỗ, còn mua sử dụng thì các bạn thích mua làm gì thì các bạn mua. Đấy. Ô, cái này như kiểu gỗ chẩn ấy nhỉ? À, cái gỗ ở đây nó rất là chắc các bạn nhé. Đây. Cứng. À, đây là bác ấy bán cả cối đá. Này cối đá này các này. Cối đá để giã hạt tiêu, hạt dồi, ớt, mắc khén nó. Khu vực chợ phiên các bạn. Ở đây này các bạn ơi. Ở đây thì mình thấy là khu vực này người ta bán rất là nhiều. Một cái khung cảnh chợ phiên miền núi rất là mộc mạc giản dị. Và tại cái thời điểm này thì bà con vẫn đang đến chợ để đi mua đồ. Và mình nghĩ là trong vòng một tiếng nữa các bạn, trong vòng một tiếng nữa thì chợ mới đông. Còn bây giờ thì có lẽ là vẫn là sớm, mình đi vẫn sớm các bạn. Cái mục đích của mình đi sớm để quay chia sẻ cho ông bà cô dì chú bác xem là bà con dọn hàng rồi có các mặt hàng gì người ta bày buổi sáng sớm. Đấy, ngay đây thì mình thấy là sâm đương quy này. Đây, sâm đương quy mình giới thiệu ở trên kênh cũng rất là nhiều rồi. Những cái củ này nó rơi vào tầm 1 năm này các bạn này. Đấy, 1 năm. Đấy, dễ to. Đấy, củ đây là nhiều cây đực như các bạn nhỉ. Đấy. Cây đực thường thường nó kiểu dễ cọc, còn là cái nào nó chùm các bạn. Đấy là mình đoán vậy thôi. Đấy, đứng gần đây rất là thơm các bạn. Sâm đương quy mùi rất là thơm. Đây có một bạn gái rất là xinh đang bán đồ ở đây. Anh chào nhá. Bạn ấy chân gà, à đây là cánh gà nhỉ. Anh xem tí nhá. Cánh gà này, béo nhỉ. Con này gà trống hay gà mái đây? Chắc là con gà mái này các bạn. Hay là gà trống, mình không biết. Hôm nay em đến sớm không? Chắc là vừa đến chứ nhỉ? Vâng, tầm 6 giờ là em đến. 6 giờ đến á. Ví dụ một cái cánh gà này khoảng rơi vào khoảng bao nhiêu tiền? 15.000. Cái này là 10.000 à? 5.000. Còn chia tôm? Mình cập nhật cho các bạn xem là trên vùng cao nó rơi vào khoảng bao nhiêu tiền. Chắc chân nấm này 5.000 à? Không ạ, ở đây 2.000. À 2.000 đấy á? À, đây là nấm hương rừng nhỉ? Không biết á? Xem thơm nè. À, bởi vì là bây giờ nó rét quá các bạn nên là mình cũng chưa ngửi đến cái mùi gì, nhưng mà chắc chắn là nấm hương rồi. Đây là nhìn biết là chân nấm hương thơm. Và 2.000 một xiên. Đây, bán cả xúc xích làm nướng. Sao em không cho nhiều nướng một lúc? Em chỉ hả? Thế không bán à? Em chiên thôi mà. Hiểu rồi. Có nghĩa là cái cánh gà này bạn không nướng mà bạn chiên này các bạn này. Đấy, chiên cái này thì nó nhanh thôi. Cứ 5 phút là nó chín ngay. Nướng nó thơm hơn đi nhỉ? Nếu mà ăn nướng là ngon hơn. Nó chảy những cái mỡ béo ra các bạn. Nó đang nộp. Hình như bạn có cái vòng phong thủy sao nhỉ? Phải vòng phong thủy không? Sao không bảo chồng đi bán hoặc ai đi bán cùng đỡ vất vả? Chồng em đi lính. Hả? Chồng em đi lính. Đi lính à? Đi lính là nguy hiểm đấy nhỉ. Chờ bạn này tí thôi. Cảm ơn em nhé. Bạn này bán đồ nướng các bạn. Các bạn nào qua thì nhớ ủng hộ cho bạn ấy nhá. Đây là quán của mình chuyên ngồi ở đây à? Đấy, các bạn nào ghé qua chợ Cán Cấu hôm thứ bảy thì vào quán các bạn ấy mua ủng hộ nhé. Em vợ thứ bảy, chồng là mẹ, mua cho con là bạn trai bạn gái, mua cho người yêu, mua cho mình bằng nào. Em mỗi người mua vài ba chiếc về thay đổi nào. Khá hàng. Chị có tận thùng là bá. Ở đây thì bà con đang nhặt những cặng ớt đấy các bạn. Từ 25 đến 30 nghìn đồng.
Ơt này cay nhé các bạn nhé, ớt nhỏ này. Ớt này siêu cay. Ớt này 200 mấy ạ? Cái này là 400 một cân. 400 nghìn à? Siêu cay cô nhỉ? Ớt thóc các bạn. Ớt thóc siêu cay. Ở đây là bà con bán những cái cải này. Cải xoan này. Thấy lá nó xoan xoan, mình gọi là cải xoan các bạn. Xoan tít thò lò vào. Đây là củ mài này. Còn đây là đu đủ này. Đấy, khu vực bà con bán hương, hương truyền thống các bạn. Ở bên này người ta bán những cái khèn mông. Những cái khèn nếu mà mua khèn mà thổi được ấy thì nó rơi vào 2 triệu, 3 triệu. Có cái thì 4 triệu các bạn. Còn cái gậy múa xin tiền ấy, sinh gọi là sinh tiền thì nó rơi vào 100 nghìn một cái các bạn. Ở đây này. Ở đây thì mình thấy là bà con bán rất là nhiều thảo dược. Đấy các bạn thấy không? Ở đây là người ta đi rất là đông nhá. Đấy, cứ 2-3 người tụm này đi này. Đấy, bà con bây giờ mới đi chợ đấy. Mình thì đi rất là sớm rồi. Nhưng mà bà con thì bây giờ thì mới đi. Có nghĩa là người ta đi chơi, đi mua đồ ấy thì người ta cũng không cần thiết là đến sớm lắm. Người ta đến muộn muộn một tí. Bởi vì là những người nào đến sớm chủ yếu là người ta đến dọn hàng và bày hàng ra để cho khách mua thôi. Rồi. Đây là người ta lại bánh bá. Bánh người ta bán đồ. Đấy, bánh kẹo này. Đấy, bánh kẹo Tết. Hoặc là mua để ăn các bạn. Ở đây là những cái con gụ này. Đấy, như con quay của người Mông ấy các bạn. Quần áo trẻ em. Người ta bán từ 3-45. Ở bên này nhiều này các bạn này. À bên này người ta bán cả dây ấy. Đây này. Quần áo trẻ em 15.000. Bên kia là người ta phục vụ cả dây cù luôn. Anh xem gì nhá. Đây này. Ở đây là bán nhiều chưa các bạn này. Những cái này thì tí nữa. Những cái này vào những dịp lễ hội này hoặc là gia riêng người ta hay chơi các bạn. Đấy, con này to nhỉ. Đây này. Con này khoảng bao nhiêu tiền bạn? 50.000 tròn nhỉ. Sao có loại dẹp một loại tròn nhỉ? Cái à, này máy làm máy tiện nhỉ. Đấy, máy nó tiện nhìn nó rất là đều đặn và tròn nhẵn. Đấy, thường thường là mình thấy nó cái này đa số là máy hết này các bạn ạ. Kiểu nó tròn. Của bạn cũng là máy à? Tay à? À đây, ví dụ. Nhưng mà nó dẹp dẹp này nó quay nó vu vu nhỉ? Kiểu nó quật xuống là nó có tiếng nó cản gió ấy, nó sẽ kêu tiếng to. Đây này. Anh ơi em hỏi tí là ví dụ mình mua con bẹp bẹp này hay là con tròn tròn? Thì theo người đánh à? Thì nó đánh trống hơi. À. Bay thì không kìm máy nhưng mà nó đánh trống. Cái tròn tròn là dễ trúng hơn. Cái tròn tròn hơn trống. Có như là người ta phải quen tay nhỉ, người ta lao cho nó chuẩn đấy. Có một số người nó quen tròn, có một số người nó. Đấy. Con này cũng 50.000 à hay 60.000? 50.000. Đây gọi là con quay của người Mông nhá. Đấy, vào các dịp lễ hội hoặc là ra riêng người ta hay chơi rất là nhiều. Cái này chủ yếu là dành cho các bác nam giới này chính thôi. Và là các thanh niên trai tráng người ta hay chơi. Ở đây là người ta làm những cái dây này các bạn này. Cái dây để quay đấy. Đây là một trong những trò chơi dân gian rất là nổi tiếng ở trên vùng cao các bạn. Và có dịp gần tới Tết tới đây thì Hải sẽ quay chia sẻ cho mọi người chi tiết những cái trò chơi dân gian của bà con ở trên vùng cao nhé. Hôm nay không có củ mài bán à? Chán này à? Bây giờ là buôn những đồ này đúng không? Bởi vì trên này nhà mình ở đâu nhỉ? Lên đây xa không ạ? Tả Văn Chư là trên này hay dưới này? Trên này nhỉ? Mình cũng không biết. Mình chỉ biết mình hay đi quay chợ thì mình chỉ biết chợ này chợ kia, còn xã sủng mấy cái đường đi ngóc ngách thì mình không biết. Đấy. Mình hứa với các bạn là ra riêng qua Tết vài ngày thì người ta tổ chức những trò chơi dân gian này mình sẽ quay chia sẻ cho mọi người. Bởi vì đây là một trong những cái phong tục người ta chơi rất là nhiều và nó đậm
bản sắc dân tộc ở trên vùng cao mình vậy. Đây này, người ta bán cũng rất là nhiều đây. Đấy, như con gụ, con quay, chính xác là gọi là con quay là chuẩn các bạn. Bán rất là nhiều. Có loại thì 30.000, loại to thì 50.000. Đấy, bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn xuống một cái khu vực khá là đặc biệt ở trên chợ phiên Cần Cấu này. Một nơi mà các bạn không thể ngờ tới. Bán nhiều chưa? Bây giờ thì mình chúng ta sẽ ghé thăm anh thổi khèn một tí các bạn. Thổi to vào mới có khách chứ anh. Sáng làm được cái nào chưa? Ở đây ví dụ cái khèn này là phải 3-4 triệu nhỉ? 3 triệu thổi được nhé. Đấy, đây là gậy gậy sinh tiền, gậy đồng xu người ta không biết gọi là gậy đồng xu à? Đồng xu nhưng mà mình xuyên vào đây gọi là xuyên. Đúng rồi. Cái này là 100.000 một cái đúng không? Đấy, đây là những cái dụng cụ âm nhạc ở trên vùng cao các bạn, miền núi mình, đặc biệt đó là ở chợ Tây Bắc, và cụ thể đó là khu vực Bắc Hà, Cán Cấu, Xin Chén, người ta hay bán những loại này rất là nhiều. Không biết ở bên Hà Giang có loại này không nhỉ? Hà Giang cũng là mình đi bán. Hả? Hà Giang cũng là anh đi bán. À, cũng là anh đi bán à? Em này chưa sang Hà Giang nhiều. Toàn quanh mấy chợ này thôi. Hôm nào có dịp qua đấy. Hôm nào để cho nó thời tiết nó nóng. Đúng rồi. Lạnh quá. Mùa này đi hơi là rét nhỉ? Thì xả rét lắm. Nhưng mà hôm nay ấm hơn hôm qua nhỉ? Hôm nay khoảng chắc là 10 độ nhỉ? 11, 12 độ đấy. Nói chung là cũng sáng đi thì cũng khá là lạnh nhưng mà nó đỡ hơn hôm qua. Vậy em cảm ơn anh nhá. Mình sẽ đưa mọi người đi xuống khu vực này nhá các bạn nhá. Đây, xuống khu vực này xem có gì nè. Đấy, ở đây là có xôi màu này, xôi mà lúc mình ăn đấy các bạn. Xôi màu 7 màu hay mấy màu cô? 7 màu, xôi 7 màu. Vâng, tí cháu quay lại. Ở đây là người ta bán hương này các bạn này, hương truyền thống. Đấy, khu vực này người ta bán hương rất là nhiều. Đấy, ở đây là các bà, các cô đang bán này. Ôi, khu vực này lắm ớt nhỉ. Đây, khu vực này rất là nhiều ớt. Ớt treo các bếp các bạn. Và những cái ớt treo cái bếp này người ta xay ra thành như này, ớt bột. Đấy. Đây, nguyên liệu đây các bạn này. Đấy, ớt treo cái bếp. Mình xem thôi đây. Bây giờ thì mình sẽ xuống dẫn các bạn xuống một cái khu vực đặc biệt ở trên chợ phiên Xin Chén này, đó là khu vực người ta bán cái con biết hót các bạn. Đó là con chim. Đấy, không biết là ở đây là chủ đạo người ta thích dòng chim gì nhỉ? Đấy, chim mi hay là chim khiếu hay là những con ngũ sắc. Thôi, để mà không để làm các bạn không phải tò mò thì bây giờ thì mình sẽ xuống trực tiếp luôn các bạn. Đây, mình thấy đây những cái lồng chim người ta treo đây rồi. Đấy. Đây, chỗ này đông này các bạn này, ở dưới này đông hơn. Và bây giờ thì nói chung là nó rơi vào tầm 8 giờ rồi. Nhưng mà vẫn sớm các bạn, lúc nào đông nhất, đỉnh điểm thì nó rơi vào tầm 9 giờ, 9 rưỡi cơ. Bởi vì là lúc đấy thì thời tiết nó ấm hơn một tí, thì người ta sẽ đi nhiều. Đây, mi này các bạn này. Ở đây là những con chim mi. Ở đây là có cả chim mộc với các bạn nhé. Những con chim rơi vào từ 1,5 triệu đến trên một tí. Đây là rất là nhiều lồng, đây một lồng này, kia một lồng, kia một lồng, nhiều các bạn. Trong một lồng thì rất là nhiều con, và trong mỗi con thì nó rơi từ, nó tùy thuộc vào con nào thuần hay là con đấy chưa
con nào nó còn mọc thì giá nó khác nhau các bạn. Đây. Ôi nhiều chưa? 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 5 6 7 8 9 10 11 ô. Có 11 con các bạn. Đấy. Các bạn đến đây thì tha hồ lựa chọn. Đấy, thích con nào thì nhích con đấy thôi. Đây. Ở đây này các bạn này. Ở đây thì mình thấy là người ta cũng treo nhiều lồng này. Người ta treo để cho nó giao lưu tiếng hót với nhau ấy. Đây. Nếu mà vào những dịp mà mùa hè nó sáng sớm ấy thì nó hay hót nhiều, mùa đông thì nó cũng lười hót thêm. Đấy, mùa hè nó ấm áp thì nó cất giọng. Gen này nó cũng ít hot đó anh nhỉ? Ừ, gen này nó ít hot hơn nhiều đấy. Con của mình thì ở nhà thì nó cao hơn. Ờ. Chỗ này ăn cho cá lẻ lò cái lò. Có thể xem ở đây thì nó cao hơn cái này nhiều. Như tầm ở đây khoảng mấy triệu vậy? Phải chủ đấy. Anh có lồng nào của anh hay? Hay tất cả của anh? Lồng đỏ của anh bao nhiêu tiền ạ? Cái con này ví dụ mà bán đi. Triệu rưỡi à? Ví dụ mộc ở đây họ mới bắt về thì họ bán bao nhiêu, mấy trăm ạ? Hoặc là trên triệu. Hơn triệu. Tầm triệu rưỡi nhỉ? Con hai ba triệu cũng có. Nhưng mà gọi là mộc cơ mà. Mộc ấy, Mộc nhưng mà con đẹp thì nó giá khác nhỉ? Nó cũng rất là khó đoán. Nói chung là càng đẹp, càng con to và móng đẹp, hoặc là cái mày ngài mắt nó sáng, hoặc là mỏ nó to, nó đẹp. Người ta chọn dựa vào rất là nhiều yếu tố các bạn. Nên là chúng ta phải nhìn thấy chim cụ thể thì chúng ta mới định giá được. Nhưng mà thường thường thì nó rơi vào tầm trên 1 triệu, triệu rưỡi trở lên. Còn con những con thuần thì nó vô giá đấy các bạn. Có con này 7-8 triệu cũng có. Con mi đánh ấy nhỉ, hay nhỉ? Nó này vô giá. Ví dụ như người ta thích là đã, người ta đã kết là kể cả đắt tiền hơn một tí là người ta cũng mua các bạn. Đấy, một cái phiên chợ ở trên miền núi vùng cao rất là đặc biệt. Đấy, phong phú nhé các bạn nhé. Đây, người ta đang đứng xem rất là nhiều. Người ta xem những con mi nó có hot để cho nó giao lưu. Nhưng mà ngày hôm nay thì chắc là rét quá, nó chưa cất được giọng ạ. Có con hot thì có con không ạ. Nhưng mà tính về cái tỷ lệ mà so với mùa hè thì mùa này nó cũng rét. Người đi nó còn rét các bạn. Đấy, ở đây là người ta treo đây này. Treo đây để cho nó những cái lồng nó gần nhau để cho nó ve cánh, để cho nó giao lưu. Đấy, một cái khung cảnh ở trên chợ phiên miền núi rất là mộc mạc giản dị nhé. Ông bà cô dì chú bác nào xem thì hãy cho Hải xin một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ. Đấy, video của Hải thì đã quay toàn bộ cái khung cảnh chợ phiên, từ ẩm thực rồi bà con bán các mặt hàng quần áo như thế nào. Đấy, phong cảnh chợ ra làm sao thì Hải đã quay tất rồi. Đấy, chỉ mong là các ông bà cô dì chú bác cho Hải xin một like và một đăng ký kênh. Đấy, có lẽ là mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn mọi người vào video tiếp theo ở trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.